Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyên Công PC. Trong vài phải đến cả tuần gần nay đúng không anh em, thấy mình đẩy rất là nhiều cấu hình 13.700K, bởi vì thực sự là hiện tại tại Nguyên Công PC ý, thì giá con 13.700K nó đang rất là ngon, thế nên là mình mới đẩy nhiều như thế. Nhưng mà cũng có rất nhiều anh em đã nhắn tin cho mình hỏi là ơ anh ơi, vậy thì cấu hình 13.700K mà đi với con card này thì nó có hợp lý không? Thì mình thấy là gần như là con nào cũng hợp lý thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái bộ cây cơ bản là nó không có card. Và để làm gì? Để tùy thuộc anh em, để tăng tính custom anh em lên. Anh em thích con cạc nào, lắp con cạc đấy và giá nó cực kỳ thơm. Bắt đầu video. Trước tiên mà để nói tại sao mình lại build một bộ PC mà nó lại không có cạc nhá, thì anh em cũng biết rồi, đó chính là nhiều anh em sẽ có nhiều nhu cầu khác nhau. Và nhiều nhu cầu khác nhau thì dẫn đến nhiều con cạc khác nhau. Và nếu mà mình lên với bộ 13.700K này mà lại còn làm thêm một đống cạc khác nhau nữa thì tự nhiên nó hơi bị xàm đúng không? Thế nên là mình đã cố gắng build bộ cây càng rẻ càng tốt nhưng không có cạc, để cho anh em tự chọn giá cạc nhá. Và cái bộ cây của chúng ta hiện tại bị có giá cực kỳ thơm luôn. Anh em nhìn, nó vô cùng đơn giản đúng không? Mà chính bởi vì nó đơn giản như thế này, nó không có cái gì đặc biệt cả, thế nên nó có giá rất là dễ chịu. Và một bộ cây này tổng giá ấy, nó chỉ có đâu đó khoảng 18 triệu thôi anh em. 18 triệu anh em đã có được 13.700K rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về những linh kiện mình có lắp vào đây để có giá được hấp dẫn như thế nhá. Đầu tiên thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có đây Intel Core i7 13.700K, 16x24 luồng, xung rất cao, L2, L3, L-cache cũng rất cao. Con này thì nhiều rồi, mình không phải nói nữa. Tiếp theo đi, thì chúng ta sẽ có con main. Tại sao bây giờ dạo gần đây mình hay dùng Z690 Steel Legion? Thì như anh em đã biết, thì như ở những con nhựa B660M Steel Legion này, hiệu năng là rất tốt. Xong là Z690 Steel Legion, hiệu năng nó còn tốt hơn nữa. Và cái thời điểm ngày xưa khi mà giá nó chưa hợp lý thì thường mình sẽ recommend anh em những con main Z690 rẻ rẻ thôi. Nhưng bây giờ khi mà Z690 Steel Legion tại Nguyên Công PC giá chỉ còn là 5.500.000, không có một cái lý do gì mình không chọn lựa cả, bởi vì là cái sức mạnh nó mang lại trên cái tầm giá tiền nó quá hợp lý đi. Ngoài ra nhá, là nó còn support đầy đủ các công nghệ và các cổng kết nối dành cho anh em. Ở đây thì đây, để mình quay ra cho anh em xem. Đây, cổng USB nhá, chúng ta có đến là 6 cổng USB, trong đó thì có 2 cổng USB tốc độ cao này, là một C, một A. Đây, trên này cũng là 3.0, 5GB hết. Xong là có DisplayPort, có HDMI, có cả BIOS flashback. Cái này là một cái mà Z790 Steel Legion không có nhá. Nếu mà anh em trong trường hợp BIOS bị đơ mà không thể vào được BIOS mà up BIOS ấy, thì cái nút này lúc đấy sẽ cực kỳ hiệu nghiệm. Thì em Z690 này đang hơn Z790 Steel Legion luôn. Đấy, còn như kiểu là cổng mạng, cổng LAN các thứ thì chắc là mình không cần nhắc đến nhiều. Cơ bản thì nó, những cái đấy nó là cơ bản, thế nên là chúng ta sẽ không cần phải nói nhiều. Bây giờ quay ra nhá, mình vẫn nhấn mạnh lại anh em, 5.500.000 anh em có một con main Z690 dòng khá là cao của Steel Legion, có thể cân tốt được cả 12.900K, 13.700K. 13.900 thì mình chưa test, nhưng mà nếu mà anh em có thể nhìn để ý ở đây, không biết là ấy nhìn được không. Đây, chỗ này anh em hoàn toàn có thể cắm được 16 pin cấp nguồn cho CPU. Nghĩa là trên lý thuyết nó hoàn toàn có thể cân được cả 13.900K. Nhưng mà cái lúc đấy mình cần phải test lại để thử xem là cái dàn VRM cũng như tản nhiệt cái VRM này nó có chịu được không. Cái đấy thì mình nghĩ là sẽ dành cho anh em một video sau. Còn về cơ bản ấy, thì con này trên lý thuyết nó cân hoàn toàn tốt nhá. Đấy, 4 khe RAM các thứ rồi. Ở đây mình đang cắm sẵn cho anh em 16GB RAM này. SSD mình đang sử dụng ở đây là một em Kingston NV2, cho nó có 4.0. Tốc độ anh em cũng biết rồi, bài test mình có rồi đúng không, 250GB. Thực ra là nó là minimum thôi để cho thể giá thành tốt nhất có thể ấy. Đấy, nguồn thì mình đang sử dụng một em nguồn là 650W. Thì với cái nguồn 650W này, nếu mà về sau anh em nâng cạc lên ấy, thì mình recommend anh em những con cạc từ tầm khoảng 60 đổ xuống thì nó sẽ ngon. Còn nếu mà anh em nâng cấp cạc lên những con rất là cao thì đảm bảo với anh em là con nguồn này nó sẽ không gánh được. Thì lúc đấy anh em cần có cái nhu cầu thay thế nguồn khác. Cái đấy thì mình nốt lại cho anh em, để nhỡ đâu về sau anh em mua con này xong anh em nâng cấp cạc thì nhớ chọn những con cạc nào nó vừa sức với con 650 thôi. Còn ở đây thì mình dùng 650 để cho hợp lý về giá thành. Ok chưa? Còn cái vỏ cây thì vô cùng rẻ và đơn giản. Cây Vitra mình thì không nhớ tên, nhưng mà nhìn nó cũng rất là đẹp. Airflow thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá thoáng thôi, bởi nó cực kỳ nhiều lỗ. Đây, lỗ này, lỗ trên, lỗ dưới này, đằng trước cũng gọi là gạch lỗ lỗ. Nói chung là lỗ rất là nhiều. Thế nên là nếu mà anh em cắm thêm fan vào nữa thì chắc chắn là cây này chúng ta sẽ thoáng đấy. Ở đây thì có kính nữa, nhưng mà mình tháo kính mình để dưới khu kỹ thuật rồi, anh em thông cảm. Đấy, còn về một cái nữa mà nhiều anh em sẽ đau đầu, đó chính là tản cho em 13.700K sao cho khi mà chạy mắc nó ổn định và nó không bị quá nhiệt ấy. Thì mình xin thưa với anh em là hiện tại bây giờ chỉ có những con tản rất là đắt thì nó mới đảm bảo cho việc là 13.700K
không bị tụt xung và nhiệt độ không quá cao thôi. Còn ở đây thì mình đang cắm một em là SE207XT à, đúng không nhỉ? ID Cooling SE207XT. Thì với em này thì mình cũng đã có một bài test dành cho em nó rồi. Nghĩa là nó cân vừa đủ được em 13.700, tuy có hơi nóng một tí nhưng mà sức mạnh nó cũng không bị tụt. Nghĩa là nó cân, gọi là sao nhỉ, xung nhịp thì không tụt nhưng mà nhiệt độ thì hơi cao ấy. Hơi cao chắc tầm khoảng 9 mấy thôi. Thì anh em thông cảm là bởi vì là bộ cây này mình đang tập trung 100% giá rẻ, thế nên là chúng ta sẽ sử dụng một cái tản như thế này. Nó vừa đủ, nó chỉ kém hơn một tí khi mà so với AK620 thôi. Còn về hiệu năng trên giá thành thì nó vẫn rất là tốt nhá. Đấy, và tổng bộ PC của chúng ta hiện tại có giá chính xác tại Nguyên Công PC đang là 18.300.000. Và với 18.300.000 anh em có sẵn 16GB RAM, main chất lượng là Z690 Stup Legion này. Z690 Stup Legion. Đấy, tản thì chúng ta đang có một cái tản vừa đủ dùng, đó chính là SE207XT và 13.700.000. Anh em thấy sao về một bộ PC mà mình để cho anh em tự chọn VGA mà giá nó cực kỳ thơm là chỉ có 18.300.000 thôi? Thì nhớ để lại comment xuống bên dưới nhá. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đợi mình trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.